Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Mỗi Ngày. Hình ảnh được ghi lại cho thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang bế trên tay một đứa bé đang đứng giữa sân thì bất ngờ một con gắn lao đến, quá hoảng hốt, người phụ nữ bỏ chạy vào trong nhà. Trong khi đó, con gắn nhanh chóng chui vào bụi cây ngay gần đó. May mắn là người phụ nữ không bị con gắn cắn. Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc, nhưng sau khi được đăng tải đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, hầu hết cư dân mạng đều không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem những video tiếp theo nhé. Trân trọng cảm ơn và kính chào.